Thưa quý vị, hôm nay tròn 3 tháng Bình Phước ghi nhận ca nhiễm đầu tiên với virus SARS-CoV-2 vào ngày 30 tháng 6. Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động với quyết tâm chính trị cao nhất là không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Khó khăn của tỉnh Bình Phước khi nằm ở cửa ngõ miền Đông, giáp với Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, những tâm dịch của phía Nam, nên Bình Phước gần như bị dịch bao vây, đặt tỉnh vào bối cảnh phải hành động dứt khoát, khẩn trương và mạnh mẽ. Vâng thưa quý vị, thế nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, nên đến nay, sau 3 tháng, Bình Phước đã ghi nhận những nỗ lực và cả thành quả trong công tác phòng chống dịch. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi không nói hết được các mặt của cuộc chiến 90 ngày qua, mà chỉ xin đề cập đến những điểm nhấn quan trọng mà Bình Phước đã hành động. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn Bình Phước. Ngay lập tức, Bình Phước báo động cả hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phòng ngự và tấn công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để lây lan dịch COVID-19. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tinh thần chỉ đạo này đã được nhiều địa phương khẩn trương thực hiện. Những ngày tiếp theo, khi số ca mắc xuất hiện ở các địa phương, tỉnh liên tục có chỉ thị, văn bản chỉ đạo về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tinh thần là siết chặt quản lý từng địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo sự an toàn nghiêm ngặt ở khu phong tỏa, khu cách ly. Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, nhưng cũng phải đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi sản xuất trong các khu công nghiệp. Tỉnh chỉ đạo, các công ty, doanh nghiệp được phép hoạt động phải đảm bảo phương án sản xuất 3 tại chỗ hoặc thực hiện phương án một cung đường, 2 điểm đến. Công nhân phải được xét nghiệm 5 ngày một lần. Tất cả phải đảm bảo an toàn để sản xuất. Sản xuất phải an toàn. Thưa quý vị, cuộc chiến được coi là cao điểm và quyết liệt nhất trong những ngày qua ở Bình Phước là thời điểm những ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong lúc các ca nhiễm trong tỉnh cứ tăng lên hàng ngàn, thì hàng ngày, hàng ngàn người từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh Tây Nguyên và cả về tỉnh, khiến cho áp lực đổ lên vai những người ban hành quyết sách. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ dẫn đường, đưa người dân đi qua địa bàn tỉnh về các tỉnh Tây Nguyên, đảm bảo không dừng đổ trong suốt quá trình di chuyển. Với tình hình thực tế về cơ sở vật chất, y tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực vaccine còn hạn chế, Bình Phước nhanh chóng ra văn bản yêu cầu người dân các tỉnh có dịch, ai ở đâu thì ở đó. Tỉnh sẽ tổ chức hỗ trợ các đối tượng thuộc diện khó khăn và chỉ có 6 đối tượng được về Bình Phước. Ngay lập tức, một cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân được thực hiện. Những chuyến xe đông đầy nghĩa tình yêu thương, chở rau, củ, quả, lương thực, thực phẩm được chuyển đến người dân Bình Phước ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Bình Phước cũng tăng cường chi viện nhân lực, vật lực cho các tỉnh bạn chống dịch. Cũng trong thời gian này, đều đặn mỗi ngày một lần, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh họp giao ban trực tuyến với các địa phương để nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề phát sinh, sau đó là 3 lần một tuần. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch, với phương châm mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch, Bình Phước đã phát huy rất hiệu quả nguồn lực từ nhân dân, không người dân nào đứng ngoài cuộc chiến. Đặc biệt, các chốt kiểm soát dịch ở khu dân cư đều có sự tham gia của các thành viên từng gia đình. Đã có sự đồng thuận và chấp hành tốt của mỗi người dân, đã có sự hy sinh lợi ích ngắn hạn rất đáng trân quý của mỗi người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực rất lớn cho công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, điểm nhấn trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Phước đó là nghị quyết số 05 của tỉnh ủy ngày 5 tháng 8 năm 2021. Theo nghị quyết, Bình Phước sẽ tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ trên hết, trước hết. Đồng thời, tranh thủ phát triển kinh tế xã hội ở những nơi kiểm soát được dịch COVID-19, bảo đảm đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh,
trật tự an toàn xã hội. Nghị quyết xác định 3 phương châm cụ thể, 4 nhiệm vụ, giải pháp lớn. Trọng tâm là kiểm soát lây lan dịch từ bên ngoài, kiểm soát lây lan dịch trong cộng đồng, tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 cả về quy mô và trình độ, triển khai hoạt động tiêm vaccine một cách bài bản, an toàn, hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm nay đảm bảo bao phủ 95% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi phòng COVID-19. Mục tiêu của nghị quyết cho thấy một quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh Bình Phước. Bởi để thực hiện tốt mục tiêu đề ra là không hề dễ dàng gì, vào thời điểm mà Bình Phước gần như phải tự lực, tự cường. Có thể nói, Bình Phước đã tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội để dập dịch. Các biện pháp được triển khai như dùng sức tấn công, quyết liệt cắt đứt nguồn lây nhiễm, tăng tốc xét nghiệm trên diện rộng, kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ, an toàn tuyệt đối trong các khu công nghiệp, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Kết quả đến nay, Bình Phước đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Vùng xanh được mở rộng, vùng cam, đỏ được thu hẹp. Thưa quý vị, cuộc chiến chống kẻ thù vô hình mang tên COVID vẫn còn gian nan, khó lường. Nhưng nhìn vào những gì mà Bình Phước đã làm trong 90 ngày qua, chúng ta có quyền tự hào về tinh thần đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước. Sức khỏe an toàn tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ trên hết, trước hết. Không một ai đứng ngoài cuộc chiến. Sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại những con số biết nói để thấy rõ hơn một Bình Phước kiên cường, bản lĩnh, đoàn kết và quyết liệt trong cuộc chiến này. Để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh Bình Phước đã triển khai 65 chốt toàn tuyến biên giới cùng với 443 chốt nội tỉnh, trong đó 5 chốt cấp tỉnh, 61 chốt cấp huyện, 377 chốt cấp xã. Tính đến hôm nay, Bình Phước có 1.375 ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca đang điều trị là 403, số ca tử vong thấp 11 ca. Tỉnh đã truy vết khoảng 11.000 trường hợp F1, khoảng 60.000 trường hợp F2. Tổng số mẫu xét nghiệm PCR diện rộng là 530.947. Thực hiện test nhanh cho hơn 90.000 tài xế và người đi cùng xe. Tổng số khu cách ly trên địa bàn tỉnh là 148, với khả năng tiếp nhận 7.719 người. Tỷ lệ dân số được tiêm phòng COVID-19 đạt 21,14%. Tổng số doanh nghiệp được duyệt cho lưu trú là 178. Số người tham gia lực lượng xung kích tình nguyện phòng chống dịch là gần 5.000 người. Tổng số tổ COVID-19 954 với hơn 9.900 thành viên. Tổng số người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ là trên 99.600, với số tiền trên 70.650.000.000 đồng. Tổng số tiền ủng hộ phòng chống dịch nhận được là trên 50 tỷ đồng, gần 4 tỷ đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng dịch. Thưa quý vị, 90 ngày đêm diệt giặc COVID-19 ở bên trong và ngăn dịch xâm nhập từ bên ngoài, cho thấy sự sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Quyết tâm xanh hóa toàn bộ địa bàn để tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới đã và đang tạo được niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, cuộc chiến chống COVID-19 còn rất gian nan, khó khăn, thử thách và chúng ta bắt buộc phải thắng. Chính vì vậy, cần sự quyết tâm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm hơn nữa, ý thức hơn nữa của mỗi một người dân, mỗi doanh nghiệp để chúng ta tiếp tục chiến thắng trong trạng thái bình thường mới.